Hello, chào các bạn. Như thường lệ vào buổi sáng tôi bắt đầu đi bơi lội à, đã bơi lội được hơn 5 tháng rồi. Thì nhờ bơi lội tôi đã thì phục hồi sức khỏe rất tốt. Cái bệnh gút nó cũng đã giảm hẳn và cái sức khỏe càng ngày phục hồi. Và mình làm việc nhiều hơn, đi giảng dạy nhiều hơn, giờ vận động mỗi ngày đó được nhiều hơn. Và ngày hôm qua thì tôi có đăng tải live stream trực tiếp khoảng 6 video. Trong video thứ nhất là tôi đến cái thư viện sách ở Cần Thơ. Ở đây tôi thường xuyên mượn bộ sách kinh điển, ngoài cái sách tôi đọc tôi mua ra thì tôi còn đến đó để mượn sách. Và tôi đề nghị các bạn hãy cố gắng là ở bất cứ nơi đâu các bạn cần một thẻ thư viện, vì nơi đó là cái kho tàng tri thức, là cái nơi học hỏi kinh nghiệm của cả đời người của một tác giả, cũng như là những quyển sách hay và kết nối những cái tầng lớp tri thức. Và một video thứ hai là với video câu nói nổi tiếng của Napoleon, người sở dĩ thế giới chìm đắm trong đau khổ không phải vì cái ác của người xấu mà là cái sự im lặng của người tốt. Và tôi phân tích liên quan đến cái binh pháp Tôn Tử, cách giải quyết cũng như cái câu chuyện Lưu Bình Dương Lễ. Và cái video thứ hai, câu chuyện thứ hai là cô bé nghèo ở Mỹ nhặt 100.000 đô rồi sau đó trả lại cho người chủ, và sau cô đó được nhận làm con nuôi và trở thành là con dâu của một cái tỷ phú. Và câu chuyện thứ hai là cái người ăn mày cụt tay, nhưng mà cái vị và người nữ phụ nữ đã dạy cho ông ta bài học cho là một có dục cục một tay nhưng có thể tự kiếm sống được, chứ không phải là cục tay là hết. Và cuối cùng ông ta cũng trở thành một cái doanh nhân giàu có, và để sau đó thì đến trả ơn bà, đề nghị là trả ơn bà nhưng bà không nhận. Và cái câu chuyện kế tiếp là về cái đại bàng đã tái sinh sau 40 tuổi. Đại bàng bắt đầu già yếu và đứng trước nguy cơ là sẽ bị chết do đói, bởi vì móng vuốt không còn sắc bén, bộ lông cầu không còn bay được nên không thể săn mồi. Và cuối cùng đại bàng đã hồi sinh và đã tự đập mò nát cái mỏ của mình, tự rút những vuốt mình và tự rút hết những cái lông mình để tạo thành một cái con đại bàng mới trong quá trình 150 ngày là 5 tháng. Đây là video cực kỳ hay các bạn. Đó là những con người đứng trước những cảnh người cảnh khó khăn, hãy hãy đương lơ, hãy vươn lên, hãy hãy vượt qua, chấp nhận đau khổ đau đớn để mà cuối cùng là hồi tái sinh. Và câu chuyện kế tiếp là nói về cái tình mẹ con cậu bé, vì muốn có tiền xài nên đã là kể ra kể công nào giúp mẹ rồi vừa giường chiếu, nào giúp mẹ phụ nấu ăn, giúp mẹ giữ em. Nhưng người mẹ đã ghi tất cả những chi phí luôn luôn miễn phí trọn đời cho cậu bé, và cuối cùng cậu bé thức tỉnh. Thì đó là những cái video cực kỳ hay, các bạn hãy hãy đón xem. Và kèm theo video là những bài viết tôi phân tích rất khá tỉ mỉ, các bạn hãy đón xem. Các bạn hãy like, comment, chia sẻ, và nhớ chia sẻ lên tường của các bạn và chia sẻ người thân của các bạn. Và cuối cùng là tôi bắt đầu bơi lội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.